tìm hiểu, dùng trí tuệ nắm bắt thị trường để chúng ta làm ăn đó, thì hai bên đều có lợi thì chúng ta càng ngày làm ăn thì càng ngày sinh sôi lên, càng ngày phát tài. Từ chỗ 20 tỷ có thể thành 200 tỷ là tí nhiều hơn. Đó là chúng ta nhờ có cái sự trị thương, sự khó nắm bắt các thị trường, học hỏi vân vân, lại gặp một chút. Đâu có, mình mày ham vui sẵn tài. Và gần đây ngoài trái cây